Hả? Cái chân của Ri đi tìm đi. Cái chân của Ri ở đâu rồi? Đúng rồi, cái chân của Ri đó. Đi tìm đi, đi tìm cái chân của Ri đi. Rồi tí mày học bồng. Ừ, giống cô Sara bồng đi đúng không? Đúng rồi, có chân của đi đó. Chân của Ri đó con. Rồi đi kéo ao dây áo lên nào. Cho mẹ giúp không? Ừ. Đó mẹ ơi. Rồi đi kéo lên. Mẹ cầm cho. Giỏi. Ê mẹ ơi. Rồi đi lấy áo ra đi. Đi mang vô. Mẹ mơ đây này.